Xin chào các bạn lại quay trở lại với kênh của Hình Toyota ha. Và hôm nay thì sẽ quay gửi đến các bạn một bạn Rush 2021 mới có 5.000 cây số thôi. Một phiên bản mà bây giờ các bạn nhiều bạn yêu thích Rush sẽ đi tìm, không có dễ tìm chút nào. Và chúng ta cùng đi theo bạn này thì biển số Sài Gòn rất là đẹp luôn, biển số tiếng ha. Và bạn nào yêu thích Rush tiết kiệm nhiên liệu 5 chỗ cộng 2, 7 chỗ ha. Mà các bạn đây là một bạn Toyota Rush 5+2 7 chỗ ha. Một chiếc xe nhỏ gọn dễ thương, tiết kiệm nhiên liệu và sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Kiểu dáng cao ráo. Đó, các bạn coi ha. Cái kiểu dáng của Rush, cái gầm nó cao. Cái dáng bên bề ngang nó thon so với một số xe mới ra bây giờ thì cái kiểu dáng này cũng rất là dễ thương. Đây là sản xuất năm nhập về nhé, xe nhập năm 2021 5+2 Rush. Chúng ta đi coi nội thất nè. Đây là nội thất của một bạn Rush mới có 5.000 cây số thôi. Chìa khóa thông minh nhé. Đây mở lên nè, 5.600 km nha. Màn hình zoom theo xe. Đây đổ máy cho các bạn nghe tiếng máy. Hộp số tự động. Cái mùi của xe mới mở ra vẫn còn mùi mới ha. Số tự động nè. Trên vô lăng thì cũng có tích hợp các chức năng điện thoại, Bluetooth và màn hình đa thông tin trên đây ha. Này thì không có xài thảm 3D ha, zin theo xe ha. Bộ nệm này thì bọc thêm keo chỉ gì zin theo xe nè. Lát vỏ 2021 luôn nha. Đây. Cái màu này gọi là màu đồng ánh kim, màu hơi thổ ha. Đó. 5+2 chiếc xe có thể là kinh doanh khá hiệu quả. Xe này bữa nay bên mình cũng đang có chính sách cho vay linh động nha. Chỉ cần hơn 200 triệu là các bạn 250 đến 300, có 250 thôi các bạn có thể có được xe rồi. Biển Sài Gòn. Các cái vỏ còn mới nguyên nè. Mình chỉ đây ha. Đó. Mùi của mùi xe mới nha. Có tích hợp gương chiếu hậu cũng có tích hợp trên đây ha. Và chúng ta coi máy nè. Ốc cabo đây. Ốc cabo chưa tháo mở ha. Đây là một bạn Rush 2021 biển Sài Gòn.
xe mới 5.000 cây số và giá bán hôm nay là 620 triệu đã bao gồm chi phí sang tên. Nếu mà các bạn không bao sang tên thì mình lấy là 610 triệu ha. Biển Sài Gòn nhé. Biển số cũng khá là đẹp. Đằng trước kìa. Duo VVTi biến thiên thông minh 2 chiều. Rồi, đó là bạn rút 2021 5.000 cây số 610 triệu. Và nếu 3 sân tên là 620 triệu ha. Còn bảo hành chính hãng. Ngoài ra các bạn có thể chọn một bạn cũng kinh doanh được luôn nè, tương đồng. Upbander 2022 mới 4.000 cây số 590 triệu. Cũng tương đồng 5+2. Mức tiêu hao của Upbander thì nhỉnh hơn Root chút xíu ha. 7 lít 1 và đường trường 6 lít 2. Của Root thì ít hơn. Cú số tự động nè, mới 4.000 cây. Đời 2022. Nếu ở tỉnh thì chỉ thêm 10 triệu thôi, 600 triệu có một chiếc Upbander 2022, 4.000 cây, số tự động. Rất là mới, còn thơm mùi mới, 2022 mà còn bảo hành. Cũng 5+2. Đây là những chiếc xe mà có thể là chạy dịch vụ đang rất hot thời điểm này ha. Bạn có quyền chọn Root hoặc là Upbander. Hai bạn này giá xem nhau thôi. Một cái là thương hiệu Toyota, một cái là thương hiệu Mitsubishi. Đó. Số tự động. Upbander số tự động ha. Toàn bộ còn zin hết nè, cabo đây. 4.000 cây số. Giá 590 triệu nha. Chắc bớt đâu đó ít ít nữa ha, chút xíu nữa. Đó. Hai bạn Upbander hay Rush các bạn có thể chọn đều kinh doanh được. Còn nếu xài gia đình thì các bạn có thể cũng 8 chỗ gầm cao nè, thì có bạn Venturer mới 35.000 cây đời 2019. Innova 720 triệu, xe này thì quá vip rồi. Đi tuyệt vời nha, rất là mạnh mẽ. Và êm ái Venturer 2019 mới 35.000 cây số. Biển Sài Gòn luôn. 720 triệu. Xe 35.000 cây ha. Toyota Venturer nha. 35.000 cây số, giá 720 triệu. Biển Sài Gòn. Đúng chiếc xe đẹp á. Xe chất luôn. Xe này đều làm ngân hàng được hết. Chỉ cần 300 triệu là các bạn lấy được những chiếc xe đẹp, ơi là đẹp luôn. Tiết kiệm cũng khá là nhiều tiền. Rồi, rồi quay vay gửi các bạn những chiếc xe Rus, Toyota Rus 7 chỗ, Upbander 7 chỗ và Venturer 8 chỗ của Toyota. Cảm ơn các bạn rất nhiều và số điện thoại là 0908666999 0903 72 73 75. Và cửa hàng thì là 21H Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh.
các bạn đến coi xe. Và ở đây có rất nhiều xe như Fortuner, Innova, Camry, Cross, CX5, CRV, Sorento, vân vân, và kể cả có Pro, một chiếc Pro cũng cực kê, mới có mấy ngàn cây đây. Nhiều xe đẹp ha. Tạm biệt các bạn và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại.